Bây giờ là bài bắn Việt số 12 của đội Việt Nam. Đây là bài bắn cuối cùng của xe tăng Việt Nam. Xe màu vàng, bắn bi màu vàng nha mọi người nhé. Tính đến thời điểm này thì chúng ta hoàn toàn có đủ cơ hội. Hay hòa rồi. Chúng rồi mọi người ạ. Nát bắn đầu tiên đã chính xác rồi. Chính xác đầu tiên của đội Việt Nam. Xin gửi lời chúc mừng đến đồng chí pháo thủ Phan Anh Tuấn. Anh đã thực hiện xuất sắc phát bắn đầu tiên. Biên tiếp theo nào, 1.700m. 1.700m đấy. Trước 1.800. Phan Anh Tuấn đang sục sạo mục tiêu. Phát thứ hai. Trượt rồi. Phát thứ hai. Thiệt quá. Chưa bị tiêu diệt. Cái bắn này đúng ra là nếu mà quay gần là vẫn trúng đấy, tại vì trúng ở trên mét trên của bên trái là trượt nhưng mà không tạo ra vết xước cho nên là không được công nhận. Chúng bắt đầu khẩn trương triển khai tìm mục tiêu và khai hỏa phát thứ hai và bây giờ chuẩn bị phát thứ ba. Phát thứ ba. Chúng rồi. Chúng rồi, đẹp rồi. 11 giờ. Chính xác. Tuyệt vời. Hoàn hồn Phan Anh Tuấn. Như vậy chúng ta chỉ chịu một vòng phạt. 13 trên tổng số 24 mục tiêu ở trận chung kết. Duy trì được thành tích ở vòng bán kết. Cho dù có thể không phải là kỷ lục của chúng ta ở cuộc thi Army Game, nhưng quan trọng là vào lúc này chúng ta củng cố được vị trí dẫn đầu ở trận chung kết của Army Game 2020. Rất là tuyệt vời. Chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn ở phần bắn pháo hành tiến tại vòng bán kết. Ở hai kíp đầu tiên, kíp thứ nhất và kíp thứ hai, như ở kíp thứ ba thì chúng ta đã hoàn thiện được. Rõ ràng là chúng ta càng thi càng trưởng thành, càng thể hiện được sự tiến bộ. Chúng ta vừa được xem lại phát bắn có thể nói là rất quyết đoán. Nó như một cú dứt điểm tuyệt vời vào khung thành của đối phương. Phát bắn thứ hai có điểm chạm. Rất đáng tự hào. Cải thiện về mặt thời gian đó là mục tiêu rất quan trọng ở cuộc thi xe tăng hành tiến. Nhưng còn việc chinh phục những mục tiêu nữa, phần xa kích đối với bộ đội xe tăng vẫn luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu. Và ngày hôm nay đội tuyển xe tăng Việt Nam ở trận chung kết của môn xe tăng hành tiến đã chơi với nói là tuyệt vời. Khôn xiết của khán giả Việt Nam. Một vòng phạt có lẽ chẳng có nghĩa lý gì đúng không ạ? Không ảnh hưởng vấn đề gì cả. Chúng tôi hoàn toàn có thể bình tĩnh để tiến về đích. Đại tá Nguyễn Ngọc Thăng, chỉ huy trưởng của đội tuyển xe tăng Việt Nam tham gia thi đấu tại Liên bang Nga năm 2020. Chúng ta đã rời khỏi dốc cao, đang về vị trí giải lửa. Sau giải lửa, chúng ta chỉ vượt qua Hào Chúng Tăng và kết thúc vòng thi thứ tư, kết thúc nội dung thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong vòng thi chung kết ngày hôm nay. Và tôi cảm thấy tấm huy chương vàng đang rất gần với chúng ta rồi. Đội tuyển Việt Nam đang... Đây là hình ảnh chiếc xe tăng của kiếp xe số 3 đội tuyển xe tăng Việt Nam đang về vị trí Hào Chống Tăng, vật cản cuối cùng của vòng thi số 4 đối với kiếp xe số 3, cũng là vòng thi cuối cùng của đội tuyển xe tăng Việt Nam ngày hôm nay. Sau vật cản này thì xe tăng của chúng ta sẽ trở về đích. Không còn gì cản trở. Tấm huy chương vàng sẽ chắc chắn thuộc về chúng ta. Chính xác phút này đây, những người lính xe tăng sẽ mang đến. Tôi đang nghe rất rõ thuyết minh ở trường bắn. Năm 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã giành huy chương vàng vô địch tại bảng thứ nhất. Hoan hô đội xe tăng Việt Nam. 2:22:42. Xin chúc mừng các tuyển thủ xe tăng Việt Nam. Xin chúc mừng tất cả chúng ta. Kíp xe tăng thứ 3 của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần vào chiến thắng chung của toàn đội. Họ đã hạ được 7/8 mục tiêu. Quá đỗi tự hào với những gì mà các tuyển thủ xe tăng Việt Nam của chúng ta đã làm được. Một ngày thi đấu có thể nói là hoàn hảo. Vẫn là 13 trên tổng số 24 mục tiêu được chinh phục. Và quan trọng hơn cả là chúng ta có một chiến thuật hợp lý, rất hợp lý để có thể có được chiến thắng này. Vâng, một lần nữa tôi lại được nhìn thấy màu cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc bay phấp phới trên thao trường Arabino.
rất xa đối với tổ quốc chúng ta. Thế nhưng mà sự tự hào của dân tộc vẫn đang thể hiện rất là rõ ràng, rất là sôi sục tại trường đua Alamino lúc này. Và sự xúc động trên khán đài, sự xúc động từ đài chỉ huy, những người trực tiếp chỉ huy các kiếp xe tăng của chúng ta thi đấu ngày hôm nay, có đại tá Nguyễn Ngọc Thăng, các đồng chí trong ban huấn luyện gồm thiếu tá Khẩu Văn Viễn, có thể là những giọt nước mắt hạnh phúc của ban huấn luyện đội tuyển xe tăng Việt Nam. Vâng, sự xúc động giữa các tuyển thủ của chúng ta, tôi không biết nói gì cả. Chúng ta đang ăn mừng. Để có thể có được chiến thắng này, các tuyển thủ của chúng ta chắc chắn đã phải rất khổ luyện. Chúng ta cũng đã phải trải qua những ngày thi đấu có thể nói là rất căng thẳng, có những giây phút cực kỳ đáng lo lắng. Nhưng cuối cùng thì niềm vui đã được vỡ hòa với chiến thắng ở đỉnh cao dành cho đội xe tăng Việt Nam ở bảng 2. Và năm sau khi quay trở lại cuộc thi này, chúng ta sẽ thi ở bảng 1 với những đối thủ lớn nhất của môn xe tăng hành tiến. Đó là một bước tiến mới của bộ đội xe tăng Việt Nam. Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này. Trên hình ảnh là hai đồng chí huấn luyện viên môn lái, đồng chí thiếu tá Khổng Văn Tài. Nội dung vũ khí, đồng chí thiếu tá Đào Văn Viễn. Vâng, đây là những hình ảnh mà các vận động, các tuyển thủ xe tăng Việt Nam đến chúc mừng các tuyển thủ của đội tuyển Lào. Lào là nhì. Chúc mừng chiến thắng của chúng ta. Vị trí và làm xong công tác chuẩn bị rất là nhanh. Tuy nhiên ban tổ chức thì dựng bia hơi chậm. Ngay phát đạt, gần như là ngay phát đạt đầu tiên thì cũng quan trọng đã hạ được mục tiêu ngay từ loạt đầu. Từ khi bia còn đang nâng lên, anh đã quyết định khai hỏa. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng điểm xạ của trường xe Vũ Bá Trọng. Mỗi loạt chỉ khoảng từ 2 đến 3 viên. Đại úy Nguyễn Kiều Hưng, người cũng đã từng trải nghiệm phần thi này, anh có thể nói gì về việc mà chúng ta thực hiện động tác bắn đón như những gì mà Vũ Bá Trọng đã thể hiện ở phần thi vừa rồi? Việc bắn đón là vô cùng khó, và để thực hiện được kết quả vừa rồi thì đó là một điều cực kỳ ấn tượng. Bắn đón bắn trước. Chờ đợi xem anh sẽ thực hiện bắn mục tiêu bia số 11 pháo chúng ta mặt đất như thế nào. Đi chưa thắng mà đã bắn trước rồi. Bia đỏ là đội tuyển Lào cũng đang vào đây. Tuyệt vời. Một màn thi có thể nói là rất xuất sắc của Vũ Bá Trọng. Hạ cả hai mục tiêu. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành tốt nội dung bắn 12 lý 7 ở vòng chạy đầu tiên đối với kíp xe số 2. Như vậy là cả hai trưởng xe của chúng ta ở hai kíp thứ nhất và kíp thứ hai đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với việc sử dụng súng 12 lý 7. Vâng. Đó luôn là một điều tuyệt vời. Chinh phục những mục tiêu là một phần của các chiến sĩ xe tăng. Và chúng ta vào lúc này vẫn đang duy trì được tốc độ, kiểm soát được tình hình. Các chiến sĩ xe tăng của chúng ta đang vô cùng khẩn trương. Mặc dù đầu đạn nặng đến gần 20 cân, nhưng có thể nói là pháo thủ sử dụng chỉ một tay để đỡ nó. Chúng ta, những chiến sĩ xe tăng của chúng ta có sức mạnh về thể chất cũng như sức mạnh về tinh thần. Về mặt tinh thần, về mặt ý chí, rõ ràng là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các tuyển thủ của chúng ta. Sự tự tin, bản lĩnh thi đấu là điều mà chúng ta đã tích lũy trong những ngày thi đấu đã qua. Và đồng chí Nguyễn Kiều Hưng vừa nhắc lại, nhắc đến một tình huống, một chi tiết mà tôi cũng rất muốn nhắc đến với những phẩm chất của một người lính xe tăng. Đó là yếu tố thể lực, đó là sức chịu đựng, đó là tốc độ. Bởi vì như chúng ta thấy là trong phần thi xe tăng hành tiến này, ở nội dung bán kết hay chung kết, chúng ta sẽ phải có cả một đoạn chạy khoảng 100m. Thì tốc độ của các tuyển thủ cũng là một phần nào đó góp phần nên thành công của một đội tuyển. Và theo như tìm hiểu của tôi thì các tuyển thủ của chúng ta đều có một phẩm chất có thể nói là hết sức nhanh nhẹn, và họ thường chạy 100m với trang phục của một vận động viên điền kinh với thành tích là khoảng trên 12 giây thôi. Và nếu như đó là sự thật thì tôi phải nói rằng đó là một điều kiện cực kỳ tốt để chúng ta có thể thực hiện tốt các cái phần thi được gọi là tốc độ. Vâng, đó là sự thật anh Quang Tùng ạ. Trong quá trình huấn luyện thể lực trong nước thì các đồng chí vận động viên đội tuyển xe tăng Việt Nam
đều có thể đến cuối quá trình huấn luyện thể lực đều rút xuống khoảng từ 12 đến 13 giây. Ngắm bắn rồi. Vâng, đó là một tốc độ, một thành tích có thể nói là lý tưởng đối với một vận động viên không phải là chuyên nghiệp. Bây giờ là lúc mà đội xe tăng Việt Nam kíp thứ hai sẽ bước vào phần thi bắn pháo hành tiến. Cọc 20, 21. Chúng ta đã vào tiến bắn sau cọc đỏ. Pháo đã quay ngang. Tốc độ chạy là 9, 5. Tức là vẫn tốc độ vẫn phải duy trì. Viên thứ nhất. Ведет поиск цели сейчас наводчик оператор вьетнамской сборной. Первая мишень. Итак, выстрел будет, я уверен, что через считанные секунды вьетнамская сборная очень хорошо выполняет данную игровую задачу. Но вот и как раз таки вьетнамские болельщики огромные. Rất nhiệt tình. Với những gì các đồng chí chiến sĩ xe tăng của chúng ta đã thể hiện tại trường đua Alabino đến thời điểm này thì chúng ta hoàn toàn có một sự đáng để tin tưởng, đáng để hy vọng rằng chúng ta sẽ có một sự thay đổi về vị trí trong bản thân. Đấy, phát đầu tiên chúng công không chính xác, không chuẩn, chuẩn rồi. Vẫn còn hai viên đạn. Rồi, bị thương. Pháo thủ Trần Ngọc Bình đang đứng trước thử thách. Đội Myanmar đang bắn súng 12-7. Có thể nói rằng thực hiện nội dung bắn pháo ngang là một nội dung vô cùng khó, bởi vì khi này thì pháo, độ chính xác của pháo ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ, bởi độ nghiêng của xe. Đúng không? Trong quá trình xe tăng vẫn di chuyển như thế này thì thực sự bắn để có độ chính xác cao là một điều vô cùng khó đối với đồng chí pháo thủ. Đợt bắn đầu tiên của kiếp thứ ba rồi. Viên thứ nhất. Chết rồi. Em. Выстрел будет, я уверен, что через считанные секунды вьетнамская сборная очень хорошо выполняет данную игровую задачу. Khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình. Vietnamские болельщики огромные. Và không khí trên khán đài bây giờ vô cùng sôi sục. Với những gì các đồng chí chiến sĩ xe tăng của chúng ta đã thể hiện tại trường đua Alabino đến thời điểm này thì chúng ta hoàn toàn có một sự đáng để tin tưởng, đáng để hy vọng rằng chúng ta sẽ có một sự thay đổi về vị trí trong cái bảng thi đấu ngày hôm nay. Chúng ta hoàn toàn có khả năng để giành được chức vô địch bảng thi của mình. Phát đầu tiên. Ôi trời ơi. Tiếc quá trời ơi. Không chính xác. Vẫn còn hai viên đạn. Pháo thủ Trần Ngọc Bình đang đứng trước thử thách. Đội Myanmar đang bắn súng 12-7. Chuyển tiếp rồi. Có thể nói rằng thực hiện nội dung bắn pháo ngang là một nội dung vô cùng khó, bởi vì khi này thì pháo, độ chính xác của pháo ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ, bởi độ nghiêng của xe. Trong quá trình xe tăng vẫn di chuyển như thế này thì thực sự bắn để có độ chính xác cao là một điều vô cùng khó. Đạn thứ ba chưa hai mục tiêu vẫn đang có những khó khăn nhất định trong việc xác định mục tiêu của đội xe tăng Việt Nam. Pháo được đánh lên có phần hơi cao và đang có những điều chỉnh. Dừng hẳn lại để tìm mục tiêu. Rất là tiếc bởi vì cái cự ly để di chuyển với bắn chỉ có 400m. Nếu mà vượt qua giới hạn đó thì chúng ta sẽ bị tước quyền bắn. Hay là chạy qua có 400m để ngắm bắn. Mà dừng này có bị phạt không nhỉ? Vẫn luôn là rất căng thẳng khi mà chúng ta chưa nhìn thấy những. Từ trước giờ thì tôi chưa từng thấy bất cứ đội tuyển nào tuyên bố là bỏ bắn
để chạy cả. Nhưng hôm nay thì Tajikistan đã quyết định bỏ bắn để chạy. Nó không bắn được, bắn nó không chính xác, không chuẩn, nó phải xả hết đạn. Trước đây chúng ta chỉ thấy rằng họ xe tăng của chúng ta đã bắt đầu di chuyển trở lại rồi. Vâng. Khai hỏa thứ hai. Đây là thứ hai à? Vẫn không trúng đích. Trượt, trượt, trượt rồi. Đây là bài bắn hết sức khó. Còn một viên nữa. Ngay từ vị trí này chúng ta có thể bắn này khó hơn tại vì độ xa là 1.800 m, gần 2 cây đấy mọi người ạ. Có thể thấy toàn bộ khí khán đài đang rất im lặng, nín thở để chờ đợi phát bắn thứ ba. Phát bắn thứ ba. Chúng như vậy là chúng ta đã thực hiện xong nội dung bắn đối với pháo. Rất tiếc là chúng ta chịu 3 vòng phạt. Thực hiện nội dung bắn súng máy PKT là đồng chí pháo thủ thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Tuấn. Ban tổ chức đang dành những lời khen ngợi rất tốt đẹp cho các cổ động viên của Việt Nam, trong đó có rất nhiều công dân của chúng ta đã được nhận quốc tịch Nga. Mục tiêu của chúng ta đã hiện. Грандиозное выполнение данной огневой задачи в исполнении наводчика-оператора Лаоса. Ban tổ chức rất chờ đợi kết quả bắn của đội Việt Nam như đội Lào. Chúng rồi. Ngay từ loạt đạn đầu tiên chúng ta đã tiêu diệt mục tiêu khoảng cách 600 m. Ly 800 m. Như vậy là thành tích của đội ở đây là loạt đạn thứ ba cự ly 800 m. Hai đạn trước thì mình đội đã thành công rồi. Chúng rồi. Quá xuất sắc 3 lần. 3 mục tiêu đối với súng PKT. Hoan hô xạ thủ Phan Anh Tuấn. Chiến thuật vận dụng một cách hợp lý. Bản lĩnh thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam đã được thể hiện một cách đúng lúc. Lúc mà chúng ta cần phải củng cố vị trí, lúc mà chúng ta cần phải bứt phá thì chúng ta đã làm được. Mười một mục tiêu. Trước mắt chúng ta chỉ còn là 3 mục tiêu ở phần thi bắn pháo hành tiến. 11 trên tổng số 21 mục tiêu đã xuất hiện kể từ đầu cuộc thi, chúng ta đã bắn trúng. Hoan hô Phan Anh Tuấn, hoan hô kíp xe tăng thứ 3 của chúng ta. Có mặt ở bảng 1 trong cuộc thi này năm 2021. Đó sẽ còn là một thử thách lớn hơn nữa khi mà những đối thủ sẽ là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng phải nói rằng đó sẽ là một cột mốc mới đánh dấu sự trưởng thành, sự tiến bộ của đội xe tăng Việt Nam. 1:53:35. Chúng ta bước vào vòng thi đua tốc độ. Ở vòng thi này chúng ta sẽ không thực hiện nội dung bắn mà chỉ tập trung vào vấn đề phát huy tốc độ cũng như xử lý các kỹ thuật khi qua các vật cản. Chúng ta bước vào vòng thi thứ 3. Vâng, chúng ta bắt đầu vào vòng thi thứ 3. Vấn đề dành cho tài năng của lái xe Phạm Tiến Chiến. Có lỗi nào chăng? Chạm cọc rồi. Hơi vội vàng một chút. Cái xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tại vị trí sông cạn. Chúng ta sắp kết thúc vòng 3 rồi. Đây là hình ảnh chiếc xe tăng của kiếp xe số 3 đội tuyển xe tăng Việt Nam đang về vị trí hào chống tăng, vật cản cuối cùng của vòng thi số 4 đối với kiếp xe số 3, cũng là vòng thi cuối cùng của đội tuyển xe tăng Việt Nam ngày hôm nay. Sau vật cản này thì xe tăng của chúng ta sẽ trở về đích. Không còn gì cản trở. Tấm huy chương vàng sẽ chắc chắn thuộc về chúng ta. Chính xác phút này đây, những người lính xe tăng sẽ mang đến. Tôi đang nghe rất rõ thuyết minh ở trường bắn. Năm 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã giành huy chương vàng vô địch tại bảng thứ nhất. Hoan hô đội xe tăng Việt Nam. 2:22:42. Xin chúc mừng các tuyển thủ xe tăng Việt Nam. Xin chúc mừng tất cả chúng ta. Наводчик, старший лейтенант Фан Антуан, механик-водитель.
kíp xe tăng thứ 3 của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần vào chiến thắng chung của toàn đội. Họ đã hạ được 7/8 mục tiêu. Vietnama, bravo. Спасибо за победу. Спасибо за яркое выступление. Quá đỗi tự hào với những gì mà các tuyển thủ xe tăng Việt Nam của chúng ta đã làm được. Một ngày thi đấu có thể nói là hoàn hảo. Vẫn là 13 trên tổng số 24 mục tiêu được chinh phục. Và quan trọng hơn cả là chúng ta có một chiến thuật hợp lý, rất hợp lý để có thể có được chiến thắng này. Vâng, một lần nữa tôi lại được nhìn thấy màu cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc bay phấp phới trên thao trường Arabino rất xa đối với Tổ quốc chúng ta. Thế nhưng mà sự tự hào của dân tộc vẫn đang thể hiện rất là rõ ràng, rất là sôi sục tại trường đua Arabino lúc này. Vâng, sự xúc động trên khán đài, sự xúc động từ đài chỉ huy, những người trực tiếp chỉ huy các kíp xe tăng của chúng ta thi đấu ngày hôm nay, có đại tá Nguyễn Ngọc Thăng, các đồng chí trong ban huấn luyện gồm thiếu tá Khổng Văn Viễn. Có thể nói những giọt nước mắt hạnh phúc của ban huấn luyện đội tuyển xe tăng Việt Nam. Vâng, sự xúc động giữa các tuyển thủ của chúng ta, tôi không biết nói gì cả. Chúng ta đang ăn mừng. Để có thể có được chiến thắng này, các tuyển thủ của chúng ta chắc chắn đã phải rất khổ luyện. Chúng ta cũng đã phải trải qua những ngày thi đấu có thể nói là rất căng thẳng, có những giây phút cực kỳ đáng lo lắng. Nhưng cuối cùng thì niềm vui đã được vỡ hòa với chiến thắng ở đỉnh cao dành cho đội xe tăng Việt Nam ở bảng 2. Và năm sau khi quay trở lại cuộc thi này, chúng ta sẽ thi ở bảng 1 với những đối thủ lớn nhất của môn xe tăng hành tiến. Đó là một bước tiến mới của bộ đội xe tăng Việt Nam. Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này. Trên hình ảnh là hai đồng chí huấn luyện viên môn lái, đồng chí thiếu tá Khổng Văn Tài. Nội dung vũ khí, đồng chí thiếu tá Đào Văn Viễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.